mới ngày đầu thì con thấy nhìn một dãy số rất là khó, nghĩ mình không thể thuộc được dãy số đấy. Đấy, qua cái thời gian rất là nhanh anh, nhưng mà sau vài ngày cố gắng luyện tập và nhờ có phương pháp của cô, sự giúp đỡ của bố mẹ nên con đã thuộc được một dãy số dài nhanh chóng ạ. Tuyệt vời, chúc mừng con. Con làm được một dãy số dài bao nhiêu ký tự rồi? Nếu mà tính ra mỗi số một tính ra mỗi số một ký tự thì là một số một ký tự thì con được 48 số ạ. Khoảng À. khoảng 48 số ạ. Ồ, con làm được 48 số rồi hả? Tuyệt vời quá. Vậy thì con nỗ lực hơn nhá, nỗ lực hơn để mà tại vì mình biết phương pháp rồi này. Bây giờ là mình chỉ còn rèn thôi ha, rèn xong rồi mình luyện, luyện làm sao mà từ 48 đó này, 48 số đó này, mình trở thành 58 số này, trở thành 68 số, rồi là 108 số, được không? 108 số hoặc 208 số là đều có thể làm được dựa vào cái quá trình luyện tập của con nhá. Rồi, chúc mừng Phương Anh nhá. Cả lớp chúc mừng bạn nào. Hoan hô, chúc mừng Phương Anh. Cô sẽ tặng cho Phương Anh một món quà ha. Một món quà này. Bây giờ có, cô thì sẽ có 3 phần ha. Một là sách siêu trí nhớ học đường. Cái cuốn này này, con có chưa? Có quyển kiểu như là có một cậu bé ngồi trên cái bút chì thôi ạ. À, vậy thì là con chưa có cuốn này hả? Vâng. Có thể cô sẽ gửi về cho con nha. Đồng ý không nào? Món quà khác như là bộ flashcard À, ok, rồi. Vậy thì con có thể đổi. Một là lấy cuốn này, hai là lấy placard ha. Được không? Cô có rất là nhiều quà ở phía sau này, các bạn có nhìn thấy không? Các bạn có cô. nhìn thấy cái tủ đựng đồ có gì có rất là nhiều quà không? Rồi, vậy thì Con thử con có sách sẽ đổi cái cuốn thì này học được. lấy cái bộ flashcard hả? Đồng ý, ok, duyệt nhá, duyệt duyệt duyệt. Nếu mà cái số 3 là gì hả cô? À, cái số 3 là cái cuốn cha mẹ đọc con thành tài là dành cho bố mẹ chúng mình. Rồi đây là cuốn này, được không? Được Mình sẽ ạ. có ba ba cái phần quà, mà phần quà này là không những mình đọc này, mình giúp cho bố mẹ mình là ồ cũng đọc đi, bố mẹ đọc đi, bố mẹ thực hành đi là con tự dưng là thành tài đó. Thì bây giờ cô cho Phương Anh một cơ hội cuối cùng, đó là con cân nhắc giữa ba phần quà này, con nhận cái nào? Cuốn màu đen ạ. Cuốn cha mẹ đọc con thành tài hả? Rồi. Ok, chúc mừng con, chốt kèo nhá, không thay đổi nhá. Rồi, đồng ý. Ôi, cả lớp chúc mừng bạn Phương Anh nào. Tuyệt vời không nào? Rồi. Cảm ơn Phương Anh ha. Cô mời bạn khác nào. Quà cô chỉ có rất nhiều, hôm nay cứ phát biểu đi, nếu mà phát biểu của mình á, cô thấy là rất là tuyệt vời ha. Rồi được cả lớp mình chúc mừng ha. Và đấy là cái thành tích cá nhân của mình á, thì cô thì sẽ tặng quà ha. Rồi, à, có hai cánh tay được nhô lên, ba cánh tay luôn. Bây giờ chọn ai bây giờ ha? Rồi, mời Phùng Hương trước nha. Mời Phùng Hương nào, Phùng Hương bật mic lên. Thưa cô là những cái buổi đầu con học thì con thấy là những cái dãy số dài này con thấy rất là khó nhớ và khó khăn. Xong rồi sau vào sau một thời gian khá là ít thì con thấy rằng là những dãy số này cũng rất là bình thường và con thấy rằng sự tiến bộ của mình rất là cao ạ. Đây, cô cảm ơn con, nhưng con có thể bật camera để cả lớp nhìn thấy con được không? Đó rồi, bật camera lên. Rồi, xinh gái quá. Nào, mời con nói chuyện đi nào. Nói chuyện lại nào.
Mình chia sẻ lại cái câu chuyện của mình trong cái quá trình mình tập luyện này, mình phát hiện ra một cái sự kỳ diệu nào đấy của bản thân, có cái sự thay đổi nào không, và con có cảm thấy yêu quý cái môn học này không ha, nó giúp ích gì trong cái quá trình con tập luyện á? Lúc đầu thì con học con thấy rằng là khá khó khăn, tại vì con không thể nhớ được những dãy số dài. Xong rồi sau một thời gian rất là ngắn, con thấy rằng là mình khá tiến bộ lên và con có thể nhớ được một dãy số rất là dài ạ. Con làm được cái dãy số đấy được bao nhiêu số rồi? Con được một dãy số 52 số ạ. 52 số, và con thường sử dụng phương pháp gì để ghi nhớ nó? Dạ, con thường dùng phương pháp gắn hành trình ạ. Gắn hành trình. Ok, con đã xây dựng được một hành trình bao nhiêu cột mốc rồi? Con đã được 30 cột mốc rồi ạ. 30 cột mốc rồi. Con có mong muốn là trong thời gian tới con có được thêm nhiều cái cột mốc trong hành trình của mình không? Có ạ. Và đồng nghĩa với nhiều cột mốc và cộng với những cái phương pháp là chúng ta có thể là liên kết hai cái hình ảnh, ba cái hình ảnh, bốn cái hình ảnh, là chúng ta sẽ có được rất là nhiều. Rất là nhiều gì biết không? Nhiều gì biết không? Nhiều cái dãy số hoặc là ký tự là nhớ ha. Rồi, con năm nay học lớp mấy rồi? Nay con học lớp 4 ạ. Lớp 4 rồi. Ồ, tuyệt vời quá, chúc mừng con nha. Hình như là Phùng Hương không phải tên của con à? Dạ vâng, tên mẹ của ai con đấy? Tên của mẹ con. Chúc mừng mẹ Hương. Tuyệt vời, mẹ Hương là học viên trong khóa siêu tốc của cô Thủy đó. Mẹ Hương gặp cô Thủy vẫn đang nợ vài số quá. Số quá hả? Rồi. Chúc mừng con nha, con sẽ được nhận quà của cô Thủy này. Bây giờ cũng tương tự như vậy, có 3 cái phần quà ha. Phương Anh, tí nữa những bạn mà ngày hôm nay có quà inbox riêng cô Thủy và gửi địa chỉ nhá, thì cô Thủy sẽ gửi về nhà cho chúng mình. Đây là 3 cái món quà mà các bạn sẽ nhìn thấy ở trên tay cô Thủy. Một là bộ flashcard ha. Hai là cuốn sách siêu trí nhớ học đường. Ba là cuốn cha mẹ đọc con thành tài, có in hình của thầy Phùng Phong ha. Thì bây giờ con lựa đi, con lựa và con chọn đi, tùy thích. Con lấy bộ cái con lấy quyển sách siêu trí nhớ học đường ạ. Chốt kèo nha, có thay đổi không? Rồi, đồng ý, chúc mừng con nha, cái cuốn này sẽ thuộc về con. Nhớ là nhắn tin cho cô địa chỉ của con, cô sẽ gửi về tận nhà cho con nha. Rồi, đồng ý. Tuyệt vời quá. Còn ai muốn phát biểu nữa không nào? Bây giờ cô Thủy sẽ mời một bạn trai ha. Mời một bạn trai. Nào, một bạn trai. Ai phát biểu rồi thì nhớ tay sự bỏ tay xuống ha. có một bạn. Rồi, cô mời anh Quân nào. Con chào cô và tất cả cả nhà. Con tên là Quân, con năm nay con 13 tuổi. Từ để nói về con này. Chúc mừng người cổ vũ cho con. Tuyệt vời, chúc mừng con. Chúc mừng Quân. Cô đây trong thời gian học và con mới học thì con thấy hơi khó nhớ một dãy số dài, nhưng mà sau khi học thì anh nhớ được một dãy số. Con nói lớn hơn được không? Lớn hơn được không? Thời gian học thì mình thấy khi bắt đầu học thì mình thấy có những dãy số dài, và sau khi học xong khóa học thì mình thấy đã nhớ được 54 số. 54 số hả? Bắt tay tuyển. Còn gì nữa không con? Rất vui mừng và đã áp dụng được các phương pháp vào các môn học. Rồi bây giờ có hỏi thêm Minh Quân nha, Văn Quân nha. Khi mà con sử dụng cái phương pháp siêu trí nhớ thì con thấy là
ứng dụng gì vào việc học của con? Giờ cô là con sử dụng phương pháp đọc tập môn tiếng Anh, lắng hành trình cho các cho môn toán. Phương pháp kể chuyện dành cho môn văn. Môn văn ha. Rồi, tuyệt vời quá. Còn một vài phương pháp nữa thì con đã ứng dụng chưa? Dạ, chưa cô ạ. Bây giờ các bạn ở trong lớp mình ấy thì đang mong muốn là con chia sẻ xem là con đến từ tỉnh thành nào? Con thưa cô, con đến từ tỉnh thành Nghệ An cô ạ. Đó, thế là thỏa mãn cái sự tò mò các bạn rồi nha. Rồi, chúc mừng Văn Quân nha. Rồi, Văn Quân sẽ nhận được một phần quà của Thủy. Đây, trong ba món quà con chọn món quà nào? Con chọn bộ flash card của ạ. Bộ flash card ha. Rồi, bộ flash card này sẽ được gửi về nhà cho Minh Quân nha, cho Văn Quân nha. Dạ. Nhớ inbox địa chỉ cho cô ha. Dạ, con cảm ơn cô. Rồi, chúc mừng con. Rồi, cả lớp chúc mừng bạn đi nào. Cô trên màn hình cô Thủy có nhìn thấy một cái camera mà có tận hai hình. Bây giờ chúng ta sẽ xem là hai bạn Ngọc Ngà với bạn Kim Hoa rèn luyện ra sao nhá. Cô mời hai bạn nào. Hai bạn luôn. Hai bạn hay là hai mẹ con đấy? Xa quá cô không nhìn thấy. Hai bạn ạ. Rồi ok. Em chào cô và chào các bạn. Em tên là Nguyễn Thị Kim Hoa. Năm nay em 13 tuổi, em đến từ Hà Nội và 3 tuổi để nói về em là thông minh, tự tin và mạnh mẽ ạ. Rồi, cả lớp cổ vũ cho bạn nào. Tuyệt vời, mời con. Dạ thưa cô, lúc đầu em chưa học chương trình này thì cái việc học lịch sử của em rất là khó khăn. Tuy em học tốt môn lịch sử nhưng mà các mốc thời gian thì em không thể nhớ được. Nhớ được nhưng mà chỉ nhớ mang không nhớ chắc chắn ấy ạ. Thế là từ khi học cô, em áp dụng vào việc học lịch sử một cách dễ dàng hơn. Khi thi thì em không phải là hỏi bạn này là câu này đúng hay sai, câu này như thế nào nữa. Và em áp dụng nó vào việc, vào cách kể chuyện ạ. Và em mong muốn rằng tất cả các bạn ở đây đều được học như học thăm... biết đến việc học là cách học này và đều có thể học như vậy ạ. Tuyệt vời rồi, ước mơ rất là lớn đúng không? Làm sao mà tất cả các bạn đều có thể là ứng dụng được cái phương pháp siêu trí nhớ học được. Tuyệt vời, chúc mừng con ạ. Rồi, mời bạn bên cạnh nào. Đâu rồi, có muốn nhận quà cô Thủy không? Em xin chào cô và tất cả các bạn. Em tên là Hoàng Thị Ngọc Ngà, đến từ nhóm 77, ba từ để nói về em là thông minh, chăm chỉ, tự tin ạ. Mong mọi người cổ vũ cho các em. Rồi, tuyệt vời, cổ vũ cho bạn nào. Tuyệt vời ha. Rồi, con chia sẻ đi nào. Trong cái quá trình học thì con thấy như thế nào ha? Con có cái sự thay đổi nào? Trước khi học thì em có những bài toán mà nhớ đến lại những công thức thì em rất là khó nhớ. Sau khi học thì em đã áp dụng được các phương pháp và em nhớ được các công thức toán để áp dụng vào các bài toán trong bài thi hoặc là trên lớp ạ. Ngoài môn toán ra thì có những cái ứng dụng nào đấy trong đời sống không? Hai bạn á, ví dụ như là khi mà bố mẹ giao công việc này, hoặc là khi mà con có những cái sự kiện nào đấy trong cuộc đời mình á, hoặc là những cái gì đấy mà nó gắn với cái hành trình mà con cần nhớ ấy, thì con xử lý thông tin ra sao? Em được cô là em thường nhớ các ngày sinh nhật của các bạn trong lớp hoặc là người trong nhà, là em dùng phương pháp kể chuyện. Phương pháp kể chuyện để nhớ sinh nhật. Rồi, hay quá. Rồi, tuyệt vời. Còn gì nữa không? Dùng phương pháp hành trình để nhớ được các lời học thêm hay em bù được. À, thuộc đường luôn ha. Thuộc đường luôn. Nhưng mà em không nhớ, em đi 2 năm. Sao? Con nói lớn hơn được không? Em mù đường. Là em phải áp dụng vào để em nhớ. Từ năm lớp 6 đến giờ 2 năm rồi em mới không nhớ được. Vậy là bây giờ con nhớ được chưa? Con nhớ được đường chưa? Tuyệt vời quá, chúc mừng các bạn ha. Rồi, bây giờ cả hai bạn đều có quà. Được không?
Rồi, bây giờ hai bạn này, hai bạn sẽ giúp cô chọn cái món quà mà mình cảm thấy mình thích ấy. Nhá. Em lấy quyển chương trình học đường ạ. Rồi, em lấy quyển chương trình học đường đó là Ngọc Ngà hả? Ngọc Ngà sẽ dành quyển này ha. Thế còn Kim Hoa muốn lấy à, thưa cô, tại em còn em nhỏ nữa nên là em sẽ dùng flash card ạ. Oh, tuyệt vời, hay quá. Vậy thì hai bạn ở chung nhau, cô Thủy sẽ gửi về nhá. Gửi về chung một địa chỉ với hai bạn chia nhau nhá. Vâng. Rồi, chúc mừng hai bạn. Cả lớp chúc mừng hai bạn nhé nào. Oh, tuyệt vời ha. Còn ai muốn nhận quà nữa không? Rồi, những ai mà nhận được quà rồi thì bỏ tay xuống nha. Phương Anh nha. Rồi, mình dành quyền cho những bạn khác. Rồi, để cô Thủy xem nào. À, cô nhìn thấy có Gia Lạc và Thanh Sang với Bùi Tuyền, mấy Lê Huỳnh Đức nữa. Rồi, Cao Bảo Trâm nữa. Rồi, vậy thì cô sẽ mời bạn nhỏ trước nha. Cô mời Gia Lạc nè. À, Gia Lạc sẽ giúp cho cô chia sẻ xem là cái quá trình con rèn luyện ra sao này. Đâu rồi, Gia Lạc đâu rồi? Cô không thấy. Để cô nói không nè. Gia Lạc đâu rồi? Vừa nhìn dạ con đây. Con. Dạ, có thấy hình không cô? Dạ, dạ có nghe không đây, cô? Đây rồi, cô Thủy nhìn thấy rồi, để cô Thủy ép pin cái. Rồi, bình tĩnh nha, no pin. Ok. Rồi, bây giờ sẽ đẹp trai quá hả? Con mẹ anh đẹp trai quá hả? Cô chào Gia Lạc. Quá trình con luyện tập thế nào? Dạ, yeah. Nó lớn lên cả. Mình con nói đi. Dạ sao? À mẹ cứ để cho con tự nhiên nào. Con cảm ơn cô Thủy. Cô mời cô hỏi, cô hỏi cho con những phương pháp học tiếng Nhật không? À bây giờ con giới thiệu về con đi nào. Con bao nhiêu tuổi rồi? Con đến từ đâu? Em 8 tuổi. Ở Cần Thơ. À con ở Cần Thơ. Rồi con luyện tập siêu trí nhớ được lâu chưa? Dạ lâu. Lâu là bao lâu rồi? Hơi lâu. À, hơi lâu là bao lâu? Hai mươi ngày con nhớ không? 25 ngày. À, con nhớ được cái số từ đâu đến đâu rồi? Dạ. Dạ. Từ 50 tới 80 số. 50 tới 80 số. Ồ, 50 đến 80 số luôn. Tuyệt vời quá. Con sử dụng phương pháp gì? Dạ. Cái câu chuyện. À con kể chuyện luôn. Rồi, cái câu chuyện của con có ngộ nghĩnh không? Là có phi lý không? Tuyệt vời, chúc mừng con nha. Này, và con thấy cái môn này nếu như mà giúp cho con học tốt ý, thì con sẽ ứng dụng như thế nào? Ý câu hỏi là con sử dụng cái này nè, học xong con phương pháp ghi nhớ này thì con sẽ dùng để ứng dụng vô cái việc gì á? Dạ, học tập thì nói cơ kể nói lắm nè. Dạ học tập. Ừ, trong quá trình học tập con đã biết cái quy trình học thông minh của mình chưa? Dạ biết. À biết, con kể cho cô nghe nào, kể cho cô và các bạn cùng ở lớp cùng nghe nào. Nhỏ xuống đi nói chuyện đàng hoàng đi con. Học ít con. Làm sao? Quy trình mà không con làm cái sơ đồ cái gì đó. Dạ. Là 6 bước đi ở nhà. Ừ. 6 bước. Rồi. 3 bước ở trường. Ồ, 3 bước ở trường, gì nữa? 4 việc làm ở nhà. Hay quá, con thực hành được không? Thực hành được không? Ồ, tuyệt vời, chúc mừng con nha. Rồi, cô Thủy sẽ có cái quà để cô Thủy tặng cho bạn Gia Lạc. À, Gia Lạc nhìn này. À, đây là những món quà mà con có quyền chọn nhá, 1 trong 3. Được không? Dạ. 1 trong 3, con chọn đi. Lấy một lát cạc. À, con lấy một lát cạc. Rồi, thế thì hãy gửi địa chỉ cho cô, cô Thủy chuyển về nhà cho con nhá. Hay, chúc mừng con nào, cả lớp. Chúc mừng con nào. Cho con một câu hỏi. Cảm ơn con, bye bye con. Hay quá, chúng mình có rất là nhiều quà nhé các bạn.
Rồi, bây giờ cô sẽ mời một bạn là Thanh Sang. Thanh Sang đâu rồi? À, nhớ nha, rồi cái tủ của cô Thủy là có vô cùng nhiều quà luôn các bạn nhớ chưa? Rồi. Em chào cô Thủy, chào cô. Bình tĩnh, cô tìm Thanh Sang ha. Rồi, cô tìm Thanh Sang đã. Đâu rồi? À, đây rồi. Nhìn thấy Thanh Sang rồi. Chào con. Con chào cô Thủy. Cô em tên là Dương Hoàng Thanh Vương, năm nay 12 tuổi, 26. Nơi em đang sống là Chư Sê Gia Lai. Bà Tình nói về em là trung thực, tự tin và thật thà. Hay quá, các bạn cổ vũ cho Thanh Sang nào. Thanh Sang hình như là tên mẹ đúng không? Lúc nãy là cô nghe không có rõ con tên là gì. Dương Hồ Thanh Vương. À, Thanh Vương, rồi. Con chia sẻ về cái quá trình con luyện tập cho cô Thủy nghe nè. Khóa học diễn ra là 21 ngày. Nhưng mà trong 21 ngày đó là con bận ôn thi. Nhưng con không vô được. Có em của con tham gia. Và đang học thôi. Không có con. Thế em hôm nay đâu rồi? Em đi đâu rồi? Em nay không có học chung với con được. Rồi. Vậy thì cái quá trình con rèn luyện là chưa được nhiều, nhưng mà con đã thấy là con có những cái sự thay đổi như thế nào nè, kể cho cô Thủy nghe nha. Nè, lúc đầu là cô có giao bài về thì con thấy là có tới 25 số đâu, 50 số thì con lúc đầu con nhìn vô con hoang mang bối rối. Nhìn mình tự hỏi là sao thuộc dài quá sao được. Cái xong là mới áp dụng vào cái cách cô đưa ra cô cho, sau đó là mình học thuộc được thì mình thấy cũng dễ nhớ. Thế là năm nay Vương là học lớp 6 này. Vậy thì con nghĩ rằng cái phương pháp này ứng dụng cho con trong việc học á, thì con nghĩ là những cái môn nào con sẽ ứng dụng được nè? Môn vật lý, à không, môn lịch sử. Môn sử thì con sẽ ứng dụng như thế nào? Môn sử thì con ứng dụng với các mốc thời gian. Rồi, các mốc thời gian. Các môn khác thì sao? Các môn khác thì có môn gì nhỉ? Môn gì có môn sử thôi. À, môn sử thôi hả? Môn sử thôi. Môn sử thời gian nhiều. À, mốc thời gian nhiều ha. Nào, thế trước giờ là con có sợ những cái môn học thuộc như thế không? Có hả? Học lâu thuộc. Rồi, vậy thì bây giờ con đã cảm thấy là tự tin chưa nào? Bởi vì mình đang sở hữu một cái phương pháp học thông minh á. Rồi ha. Đó, rồi. Rồi. Những cô tiết lộ này, những cái môn học khác thì các bạn cũng đều sử dụng phương pháp ghi nhớ. Mà ghi nhớ này, ví dụ như con học toán, sau này lớp 7 là sẽ có thêm nhiều công thức đó nha. Rồi lớp 8 là chúng ta sẽ bắt đầu học hóa học. Trời, cũng vô cùng nhiều công thức nha. Đây, vậy thì những cái quá trình mà mình học á, tất cả các môn mình đều có thể ứng dụng được nha con. Rồi, cô chúc cho Vương là với cái quá trình mà con luyện tập chưa nhiều á, thì trong mùa hè này con hãy trải nghiệm bộ môn siêu trí nhớ này thật là nhiều lên nha. Thì con sẽ biết là cái hay của quá trình học siêu trí nhớ. Và đặc biệt là con sẽ tìm ra là ồ, hay quá, cái này nó sẽ ứng dụng cho những cái môn học khác nhau của con ha. Rồi không những là học đâu, mà trong cái quá trình mà đời sống á, hàng ngày á, là chúng ta đều có thể ghi nhớ được đó. Rồi, chúc mừng con. Bây giờ là quà cho con chọn. Quà cho con chọn. Con chọn là sketch note. Ở trong này không có cái sketch note. Không, con chọn cái bộ flashcard. Flashcard ha. Rồi, chúc mừng con nha. Con sẽ có flashcard gửi về nhà. Rồi, chúc mừng con. Hay quá, vui quá nhỉ. Rồi, bây giờ cô sẽ mời một bạn cuối cùng này. Một bạn cuối cùng. Hãy giúp cho cô Thủy biết được là cái quy trình học thông minh á. À, thuyết trình lại quy trình học thông minh ha, để chia sẻ với cả lớp.
bạn nào đây rồi, ai mà không có rồi. Bây giờ chúng mình bỏ hết tay xuống rồi bắt đầu là giơ tay lại cho cô nha, tại vì ở trên màn hình của cô Thủy là cô Thủy nhìn thấy một loạt luôn. Rồi, bỏ hết tay xuống các bạn, bỏ hết tay xuống, cô Thủy đến 1 2 3 bắt đầu nha. Rồi 1 2 3 bắt đầu này. Rồi 1 2 3 bắt đầu. Ai đây ha. Rồi để cô xem nào. Khi mà các bạn nói cho cô Thủy biết cái quy trình học thông minh của mình á nha. Thì trên ở cạnh các bạn ấy có cái sơ đồ tư duy không? Có sơ đồ tư duy không các bạn? Bạn nào mà có sơ đồ tư duy thì giơ tay như thế này này để cô xem này. À Phương Anh có, chúc mừng Phương Anh ạ. À. iPhone tên là gì? Có 2 bạn. Rồi, Đức Tấu Hải hả? Rồi, Cao Bảo Trâm. Rồi, bạn nào đang có? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện với bạn Đức Tấu Hải nha. Hay quá. Tên đây là nickname của con hả? Dạ. Rồi, cô mời con ngồi thẳng lên nào. Ngồi thẳng lên ha, để cho mọi người nhìn thấy con. Rồi, bắt đầu. Cô mời con chia sẻ nào. Con giới thiệu về bản thân này. Xong rồi, con sẽ chia sẻ. Rồi, các bạn khác bỏ tay xuống nha, để cô Thủy sẽ mời từng bạn sau. Rồi, cô dạ, mời. Con tên là Lê Hành Đức. Con ở hiện tại con đang ở Đà Nẵng. Con huyện Đà Nẵng. Hôm nay con chuẩn bị lên lớp 7. Còn biệt danh của con là Đức Công. Quy trình học còn quy trình học thông minh của em thì gồm có 3 bước, mỗi bước thì gồm có 6 ý. Bước thứ nhất là em chuẩn bị ở lớp. Này con ngồi thẳng lên để cho mọi người nhìn thấy camera của con ha. Rồi, rồi ok. Bước thứ nhất là ở lớp thì con gồm có 6 ý. Ý thứ nhất là đọc tiêu đề và ảnh minh họa. Ý thứ hai là đọc mục nhỏ mục lớn. Ý thứ ba là đọc câu hỏi cuối bài. Ý thứ tư là đọc nội dung. Ý thứ năm là đánh dấu những mục nội dung chính. Còn bước thứ sáu, ý thứ sáu là vẽ sơ đồ tư duy. Ở trên lớp là hỏi khi chưa hiểu, hỏi thầy, hỏi bạn. Tiếp theo là giơ tay phát biểu. Ý thứ ba là giảng lại bài cho bạn. Bây giờ bước thứ ba là đi ở nhà, là thư giãn, là coi. Ý thứ hai là coi lại bài. Ý thứ ba là làm bài tập. Ý thứ tư là soạn bài ngày mai. Hay quá. Hết rồi hả? À. Chúc mừng con. Vậy thì con đã được ứng dụng được bao nhiêu? Ứng dụng được bao nhiêu trong quy trình đó nào? Quy trình học thông minh á. Xin chào anh. Chào anh Sánh ha. Dạ, con ứng dụng được 3 bước rồi. Ứng dụng được 3 bước rồi. Vậy thì còn bao nhiêu bước cần phải ứng dụng nữa? Dạ, em không biết. Em không biết. 3 bước. Rồi, ok. Vậy thì nhớ này, mình ngồi mình vẽ lại một lần nữa đi nhá. Cô tin là lần này mà con vẽ nó còn đẹp hơn so với lần trước vô cùng nhiều nha. Và trong cái quá trình vẽ đó là mình nhẩm lại bài đó, gọi là lặp đi lặp lại nha. Các bạn nhớ chưa nào? Không những là bạn Đức đâu mà tất cả các bạn, cô sẽ nhắc chung là như thế ha. Rồi, vậy thì đây là phần quà dành cho Đức này. Đức có quyền lựa chọn. Dạ, em chọn quyển màu đen. Phần này luôn ha.
Tuyệt vời. Hình như bố xui hay sao hả? Anh Sánh có xui không đấy? Dạ không, bởi vì em có hai quyển đó rồi. Có hai quyển này rồi. Vâng, bây giờ là cần dạ. Chúng này ha. Rồi, dạ. Vậy thì nhớ là nhắn tin cho cô địa chỉ nhá. Cô sẽ gửi về cho con. Dạ. Rồi, chúc mừng con nào. Chúc mừng cả lớp. À, chúc mừng cả lớp ha. Rồi. Ai nữa đây? À, có một bạn Đức Anh này. Cô mời Đức Anh nào. Bây giờ chúng ta sẽ nhớ này. Có một cái nội quy như sau. Khi mà chúng ta giới thiệu về bản thân á, chúng ta sẽ giới thiệu là con tên là, con bao nhiêu tuổi, con đang ở đâu ha. Và ba từ để nói về mình là gì. Sau đây là con chia sẻ về cái quá trình rèn luyện của con, được không? Rồi, cô mời Đức Anh nha. Đức Anh đâu rồi? Anh nói đi. Đợi anh bật chưa? Anh nói đi. Con xin chào cô Thủy. Anh nói đi. Dạ. Con xin chào cô Thủy. Anh. Em chào cô. Cô chào con. Em chào cô. Em tên là Đặng Nguyên Đức Ánh. Em ở nhóm 82. Ba từ để nói về em là hiếu thảo, trung thực và khỏe mạnh. Sau đây em xin trình bày về 6 bước học ở 6 bước chuẩn bị bài ở nhà. 6 bước chuẩn bị bài ở nhà em đã vẽ thành sơ đồ tư duy. Đây là hình ảnh sơ đồ tư duy em vẽ. Hay quá. Rồi, rất là đẹp. Tôi bước, nghĩ rằng nếu như bước 1. Rồi. Bước con nói tiếp đi. Bước 1 là đọc tiêu đề hình minh họa. Bước 2 là đọc các mục lớn, mục bé. Bước 3 là đọc các câu hỏi cuối bài. Bước 4 là đọc nội dung. Bước 5 là đánh dấu nội dung. Bước 6 là vẽ sơ đồ bằng hình ảnh. Vừa rồi em đã đọc về 6 bước chuẩn bị bài ở nhà và sơ đồ tư duy hình ảnh. Tiếp theo là em sẽ giới thiệu cho các cô và các bạn về sơ đồ tư duy 3 bước ở trường của em. Bước 1 là hỏi thầy cô giáo khi chưa hiểu bài. Còn bước 1 hỏi thầy cô giáo khi chưa hiểu bài. Bước 2 là giơ tay biểu. Bước 3 là giảng bài cho các bạn. Và cuối cùng là 4 bước chuẩn bị bài ở nhà với sơ đồ tư duy của em. Bước 1 là thư giãn. Bước 2 là xem lại bài. Bước 3 là làm bài. Bước 4 là soạn bài. Với em đã giới thiệu cho các bạn về 3 tờ tranh sơ đồ tư duy của em. Rồi, chúc mừng con ha. Chúc mừng Đức Anh. Cô Thủy đang thấy là Đức Anh vẽ rất là đẹp. Nó còn thiếu một chút xíu để cô Thủy góp ý á. Đó là con tô màu lên ha. Tô màu là rực rỡ mà. Thì não bộ của chúng ta sẽ rất là thích màu sắc nha. Con đồng ý không nào? Vâng. Đã có bộ màu chưa con? Vâng. Nha, có bộ màu chưa? Bộ màu cũng có rồi. À, có rồi. Nhớ tô vào nhá. Nhớ tô vào. Rồi, bây giờ cô sẽ có phần quà tặng cho Đức Anh nào. Nhưng mà người ta gì? Rồi. Đây. Con mong muốn là nhận gì nào? Con chọn cái hộp black card. Hộp này đúng không? Con sẽ sử dụng bộ này để chơi với em không? Có chơi với em không? Có. Có chơi với em à? Rồi, đồng ý nha. Vậy thì cô Thủy sẽ gửi thông tin cho cô Thủy và cô Thủy sẽ gửi về tận nhà cho con, được không? Rồi, chúc mừng con nha. Rồi, cả lớp cổ vũ cho bạn nào. Ồ, hay quá, hôm nay bạn nào nói chuyện cũng đều có quà hết nhờ. Hôm nay rất là hào phóng luôn ha. Tại vì biết sao không? Bình thường á, là cô Thủy thấy rằng các bạn khi mà thông minh á, học giỏi, đáng yêu, chăm chỉ nữa, cái quá trình mà rèn luyện của mình á, mình không có
bỏ buổi nào hết nha. Rồi cái kết quả mà mình đạt được đó, là mình nhìn thấy rồi. Đó, vậy thì cái thành tích đấy là của ai? Nào các bạn comment cho cô Thủy biết là cái thành tích đấy là của ai nào? Thành tích đấy là của ai? Đúng rồi, của chính mình chứ đúng không? Rồi, của chính mình. Vậy thì các bạn đã có cái sự nỗ lực rất là lớn như vậy á, thì phần thưởng cho các bạn là xứng đáng ha. Phần thưởng cho các bạn là rất xứng đáng. Nên cái món quà này nó rất là nhỏ thôi, nhưng mà đồng nghĩa với việc đó là chúng ta được động viên tinh thần, được chúc mừng đúng không? Có cái sự ghi nhận. Khi mà các bạn được nhận quà, các bạn có thấy vui không? Đâu rồi, nhận quà có thấy vui không? Vui thì comment chữ vui nào. Nhận quà thấy vui. Rồi, nhận quà rất thấy vui đúng không? Thấy rất là vui luôn. Chúng mình có muốn nhiều quà hơn nữa không? Muốn nhiều quà hơn nữa không? Này. Và trong cái quá trình mà mình rèn luyện siêu trí nhớ thì chúng ta mong muốn là không những có quà này mà chúng ta còn thấy được rằng ồ, đây là cái sự rèn luyện mà phần thưởng lớn ấy, là dành cho cái sự tiến bộ của chính chúng mình. Nên là cô Thủy sẽ có một cái phần quà lớn hơn ha. Một phần quà lớn hơn luôn. Bạn nào mong muốn nhận phần quà lớn hơn nào? Bạn nào mong muốn nhận phần quà lớn hơn ha? Thì comment nào, comment số 9 đi ha. Cô Thủy rất là thích số 9 bởi vì khi nó quay ngược thì nó trở thành số 6. Mà số 6 thì vẫn là lớn hơn số 5 đúng không nào? Rồi comment cho cô Thủy số 9 nào. Bây giờ mình remove cái gì nhỉ? Tin ha. Nào. Đây, có thêm nhiều số 9 rồi. Đó. Nếu như có một cái chương trình nha, cô Thủy hỏi này, nếu như có một cái chương trình mà giúp cho các con được tiếp xúc với những anh chị là tuyển thủ á, những người mà thi đấu á, thì các con có muốn gặp không? Những bạn nào muốn gặp nào? Có một chương trình chúng ta được gặp tuyển thủ hẳn hoi, là những người mà được lên TV rồi này, những người tham gia giải đấu ở đấu trường Việt Nam, ở đấu trường siêu trí tuệ thế giới, chúng ta có mong muốn không? muốn không các bạn? Muốn không? Bạn nào muốn nào? Bạn nào muốn? Và tại cái buổi đó thì các anh chị sẽ giúp cho chúng mình á, làm thế nào, chia sẻ cho chúng mình là cái bí quyết làm thế nào để người ta cũng rèn luyện giống như chúng mình á, mà họ có thể đi thi đấu. Ai mong muốn mà? Ai mong muốn? Dạ muốn không? Nếu như mà cô Thủy mời được các anh chị hướng dẫn cho chúng mình thì chúng mình có thích không? Có thích không? Và có phấn đấu là sẽ rèn luyện, rèn luyện liên tục, không được bỏ nhá, không được bỏ buổi nào. Nếu mà ngày nào chúng mình bỏ là chúng mình sẽ phải thực hiện lại từ đầu á, nha, thực hiện lại từ đầu. Những bạn nào mà nhớ từ số 0 cho đến số 99 rồi mà chủ quan á, là trời ơi ngày hôm nay con nhớ rồi, con không luyện lại nữa đâu, thì là hỏng rồi. Bạn não bạn sẽ nói rằng trời ơi bạn bỏ cuộc rồi đó, bạn phải làm lại từ đầu đi ha, nhớ nhá. Vậy thì nhớ cho cô một cái từ khóa, đó là rèn liên tục. Các bạn comment đi, rèn liên tục nha. Xem nào, bạn nào nhanh tay nào, rèn liên tục, rèn luyện liên tục nha các bạn. Chính xác. Ngày hôm nay đừng có thấy được rằng là ồ, cái lộ trình của chúng ta chuẩn bị là hết 30 ngày rồi đó, hoàn thành rồi đó, là chúng ta được phép nghỉ ngơi. Chúng ta được quyền nghỉ ngơi. Nhưng mà biết sao không? Bạn não thì bạn ấy cần được tập thể dục. Và chúng mình muốn học giỏi, thông minh thì phải luyện liên tục. Được không? Vậy thì rèn liên tục là cái quá trình mà chúng mình nhớ nhá. Hôm nay quên sạch những thứ cô Thủy nói đi, chỉ cần nhớ từ khóa là gì? Rèn liên tục ha. Rèn luyện liên tục.
Vậy thì trong trong đầu tháng 6, ngày mùng 1 tháng 6 các bạn biết là ngày gì không? Mùng 1 tháng 6 biết là ngày gì không? Comment cô Thủy. Ngày quốc tế thiếu nhi. Ồ, giỏi quá, ngày quốc tế thiếu nhi luôn. Rồi, quốc tế thiếu nhi ha. Rồi. Vậy thì tại cái ngày đó là sẽ có những anh chị đã từng thi đấu, đã từng được rất là nhiều giải, giải cao quý luôn, phần thưởng cao quý luôn. Các anh chị sẽ giúp cho chúng mình ha, chia sẻ về cái lộ trình các anh chị rèn luyện ra sao và làm thế nào để có thể giật được những cái giải cao như vậy. Thì với bạn nào mà mong muốn được gặp nha, mong muốn được gặp thông qua Zoom này, thì chúng mình sẽ cô Thủy sẽ tặng cho chúng mình cái phần quà đó để mà vào lớp cùng với các anh chị tuyển thủ, và anh chị sẽ giúp cho chúng ta làm được những thứ mà các anh chị đã làm được. Bạn nào muốn vào lớp này nào? Muốn vào lớp này thì comment số 2 nhá. Comment số 2 luôn. Nhớ nhá. Và đừng có quên lịch, nhớ chưa nào? Rồi. Và trong cái chương trình mà sắp tới mùng 1 tổ chức lại mùng 1, mùng 2 và mùng 3. Trong 3 ngày đó là chúng mình sẽ được gặp rất là nhiều những anh chị tuyển thủ. Bởi vì một buổi tối thôi mà chúng mình gặp toàn bộ thì sợ là không đủ thời gian chia sẻ, được không? Và không đủ thời gian hướng dẫn cho chúng mình. Và cái buổi tối đó sẽ là buổi tối mà giúp cho bất kỳ ai sở hữu được cái trí nhớ gọi là siêu đẳng, được không? Ngày hôm nay chúng mình mới gọi là rèn luyện để chúng mình biết về cái đó thôi. Nhưng mà vào cái lớp mà siêu đẳng á, thì lớp đó là có trị giá đấy, hơn 3 triệu lần á. Nhưng mà cô Thủy sẵn sàng là mời chúng mình vào đó để học miễn phí. Có bạn nào thích miễn phí không nào? Vậy thì nhớ nhá, ngày hôm nay là chúng mình đã được nhận quà này. Chúng mình lại còn được một phần quà lớn hơn nữa, đó là cái cơ hội được giao lưu, được tiếp xúc với các tuyển thủ. Thì nếu như mà chúng mình thấy là ồ, cái đấy là sự hứng thú ấy, thì cô Thủy sẽ mời chúng mình vào một cái nhóm để giúp cho là, bởi vì cái lớp này nó sẽ là sĩ số có hạn thôi, phòng Zoom của chúng ta cũng có giới hạn thôi ha. Thì các bạn lưu ý này, nhanh tay nhá, nhanh tay để đón được cái thông tin này ha. Đón được thông tin này. Rồi, có Gia Hưng luôn. Yêu quý bạn Gia Hưng hả? Đây, cô Thủy sẽ viết ở trên khung chat đó. Chúng mình đừng có comment nữa để đỡ bị trôi tim ha. Bạn nào mong muốn vào cái lớp trí nhớ siêu đẳng để gặp các bạn, các anh chị đã thi đấu nhiều giải rồi thì chúng mình soi vào đó, được không? Chúng mình inbox vào đó để mà nhận thông tin. Và trong cái buổi đó thì chúng mình có thể đặt ra những cái câu hỏi là: anh chị ơi, làm thế nào mà anh chị có thể rèn luyện tốt như thế? Em cũng mong muốn rèn luyện giống như các anh chị thì làm thế nào? Được không? Bởi vì họ là những tuyển thủ rất là xuất sắc rồi. Mới đầu thì chính các anh chị cũng giống như các con ở trong rồi, cô Thủy vừa bị băng ra ngoài. Recording and đã set. Ơi các bạn ơi, các bạn nghe thấy recording không? Ơi. Cô. Ơi. Nói đi con. Rồi. Bây giờ là em có một vấn đề là mẹ em thì đi cách ly nhưng mà người ta bắt cách ly ở công ty mà em không thể lấy điện thoại về để trả bài thường xuyên được cô ạ. Ồ vậy hả? Vâng. Ở thế hôm nay con vào bằng điện thoại của ai đấy? Con đang vào của bố nhưng mà cả buổi sáng con vẫn không vào được web. Alo các bạn ơi.
Recorded or lossless. Nghe được không? Trời ơi, mà khó coi. Khó coi. Đầu tiên này, đầu tiên à, bạn cái đâu rồi? Cái bạn bạn gái lúc nãy đâu nhỉ? À, cho cô gặp lại nào. Đây cô ơi. Ừ. Đâu à? Đây. Ok, con đang ở tỉnh nào con? Con đang ở tỉnh Bắc Giang ạ. Ồ, con đang ở tỉnh Bắc Giang ha. Dạ. Rất là nỗ lực ha. Ngày hôm nay khi mà chúng mình cũng đang rất là nỗ lực nha, rèn luyện để gửi cái món quà mà chúng ta rèn luyện về siêu trí nhớ đến những bác sĩ đầu ngành đang rất là vất vả, đến những cô bác mà đang làm những cái công tác phục sự để phòng chống dịch á. À, thì chúng ta nhớ này, ngày hôm nay để mà cô trò mình ngồi được trên cái Zoom á, trên Zoom mà cười nói với nhau như thế này này, thì ở đâu đó có rất là nhiều những cô bác, anh chị em khác sẽ ở trong cái tâm điểm của vùng dịch và họ cũng đang rất là nỗ lực. Ok, hiểu sao luôn.